các bạn, hôm nay cả nhà mình sẽ chạy xe đạp thôi. Đây William, cái anh ngồi sau. Rồi William phía trước là Papa. Đây là Papa. William. Rồi let's go. Nguyên một con đường chạy xe đạp nhiều hoa dại này các bạn, nhìn đẹp không? Con đường đầy hoa dại các bạn, rất là đẹp. Cả nhà mình yêu thích thiên nhiên lắm luôn. Hôm nay có gió nè. Ali Baba. Mama em bơ gà nhé. Sẽ quy giam khi gà nhé. Sẽ quy giam khi phóng nhé. Anh hai đi trước rồi, anh hai thắng rồi. Anh hai là người đầu tiên kìa. Đã gây sẽ bố ông và tu đề phía sau vai ở đất của cô tê ạ. Sự sử mạc không sao. Bonjour. Có người câu cá rồi các bạn. Ô chú. Hôm nay trời nắng đẹp đó, ai cũng chạy xe đạp câu cá nữa. Hôm nay cả nhà mình đi đạp xe hơi bị trễ á, chắc chưa ăn cơm xong mới đi. Chơi đi buổi sáng là cũng đông lắm rồi. Người ta câu cá, người ta có dụng cụ. Ôi là la, c'est quoi ça? La pêche, il y a beaucoup d'affaires là. Bonjour. Eo, vô dù, ui. Ui, vô chịu. Đi tới đâu là có người câu cá tới đó. Dạ, một cô là do cái phép bè xe ở chỗ đi ở đây. Đằng kia là có một nhóm xe đạp đang chạy tới các bạn. Mình vừa chạy mà mình vừa quay luôn. Siêu đẳng không? Mà không biết là cái camera nó có giật không nha các bạn. Nếu các bạn nào đang xem mà có giật thì thông cảm nha. Nói chú này đang câu cá. Hồi lúc trước là mình đi bộ là mình hay phỏng vấn. Nhưng bây giờ không có đi bộ nên không phỏng vấn. Hôm nay xe đạp đi nhiều, có người đi bộ, có người câu cá, người chạy xe đạp. Cảnh giác đẹp không các bạn? Ở thiên nhiên đẹp không? Ngoại ô là chỉ có được vậy thôi. Nhưng mà rất là yên bình.
Bonjour. Bonjour. Ôi, cá ta. Con vịt hoang. Đi đây là gặp con vịt nhiều. Nè, ở dưới chỗ mé, chỗ này nè các bạn, ở dưới mé mương nhỏ xíu này nè, là nó có những cái rau xà lách son dại mọc đầy hết. Nguyên một cái đoạn đường dài không biết bao nhiêu km. Uy giam có. À. Mặt trời trong xanh, mây xanh, trời nắng, có một chút gió hơi lạnh lạnh. Có nghĩa là trời nắng nhưng mà không nóng các bạn. Thời tiết bên đây mát mẻ hơn ở Việt Nam nhiều. Ở đi tới khúc này thì có người ta cắm trại với một có một cây nhà thờ này các bạn. Nhìn đẹp không? Rồi giờ mình đi tới, đi vào một cái đường khác để tập xe đạp cho cây chạy bằng hai bánh thôi. Anh chạy hai cái bánh xe sau nữa thành bốn bánh. Tụi mình đến cây cầu này kêu là Abarage. Không biết cây cầu gì đâu, không biết ạ. Cái bên có cái nhà nhìn đẹp không? Đi qua cây cầu, có nước chảy ở phía dưới. Đó, trên con đường đi thì mình thấy một cái vàng nho luôn các bạn. Quá trời nho luôn. Lá quá nhìn như không có tỉa hay sao. Oh, y a le jaune aussi. Ah, le vert de jaune. J'ai déjà goûté, c'est bon. C'est bien. Ça, quand même agréable, on voit comme dans la nature. Gặp ông chủ vườn, ông chỉ vườn trái cây của ông. Ủa, nhà ông có dâu tây. Nói chuyện với ông chút xíu. Wow, c'est un gros monsieur. Allez Lou, tu veux pas? Tu peux prendre? Non, non, pas sûr. Tu veux prendre Lou? Oh, merci. Oh, il est énorme. Oui. C'est bien ça. Ça, c'est presque Charlotte. Ça, c'est la Charlotte. Non, c'est la Costara. Ah, d'accord. Tu connais pas celle-là? Oui, il y a beaucoup. Oui. À la maison, j'ai planté aussi un peu fraisier, mais il n'est pas gros comme ça. C'est des petits. Ah, oui. Mais c'est des fraisiers, c'est en plein soleil, sinon pas sucré. C'est des fraisiers, ça? Il faut planter en plein soleil. Ah oui, oui. Et chez toi, c'est plein soleil. Pas beaucoup. Oui, enfin, c'est vraiment chaud. Ah, c'est ici, c'est... Ici, c'est tout des fruitiers. D'accord. C'est tous les fruitiers que vous avez planté. Oui. Ah, vous plantez pas des salades, légumes, tout ça? Ah, oui. Non, les fruits, c'est plutôt les fruits. C'est bien, c'est bien. Vous avez un beau potager. On habite à Écaline. Oui, c'est ça. Ah, ici, có một cái bức tường mà không biết bức tường này đi đâu. Trong này mát mẻ mà hơi vắng à. Đi tới cây cầu này sẽ đi qua ngang cái nhà thờ các bạn, đó cái nhà thờ phía trước đó, rất là đẹp ha. Ô, cái này không phải là nhà thờ các bạn, cái này là lâu đài Chateau Fort. Ôi, ngôi lâu đài, lần đầu tiên mình mới đến lâu đài luôn, sát luôn á, chứ đó giờ nhìn xa xong rất là đẹp các bạn, nhà lâu đài. Chạy xe trước lâu đài luôn.
Ôi nhìn đẹp quá. Thật ra chỗ này mình cũng có đi qua nhưng mà tại mình không để ý các bạn. Đó, tới chỗ người ta chui chơi đây. Chỗ này rộng nhưng mà ít người ra nè. Cảnh đẹp không các bạn? Tụi nhỏ nó chơi ngoài trời. Ở trong đây sân này rất là lộn. Đó, cái tòa lâu đài nhìn xa xăm rất là đẹp các bạn. Rồi đường này là như là đường của người dân ở. Con đường này mình hồi nhỏ hồi lúc qua tới giờ chưa đi đường này. Nhìn lắm quá. Ồ, cũng có nhiều người quá nhỉ. Nhiều người tới đây xe đậu nhóc đó. Bữa nay ngày lễ ngoài trời, nhà người ta bởi đồng. Đó, tụi mình đã đến sân bóng đá rồi. Thì có người người ta đang chơi đá banh đó các bạn. Đó, đây là sân bóng đá nhỏ ở một cái làng nhỏ rồi các bạn. Đó, thì bây giờ tụi mình sẽ ở đây rồi chồng mình sẽ tập cho cây William chạy xe đạp bằng hai bánh. Tại vì William không chịu chạy xe đạp bốn bánh. Bây giờ tháo cái bánh xe chống, cái chân chống rồi đó, để cho William tập chạy. Tháo một chiếc ra rồi nhưng mà chạy không được, phải tháo hai chiếc ra mới được. Bây giờ tập cho William. William không chịu, William sợ, William không chịu tập. Nhưng mà nếu mà sợ hoài thì không bao giờ chạy xe đạp được một mình. Ai cũng bằng tuổi William là ta biết chạy ào ào à. Ảnh lúc nào anh cũng nhét hết trơn. Allez, montez tes hucles, tes forts. Oui, ici il y a un col. Oui, mais il y a des gens qui jouent au ballon. Oui. Rồi, đi tập xe đạp cho William. William hay nhát các bạn. William hay nhát cho nên William tập hoài, William sợ té không. Nhưng mà có đeo cái kia rồi nhưng mà William vẫn sợ té. Tại vì William nhát giống mẹ. À, ba dạy cho William cách té. Và té có bị đau hay không để cho William biết được là William không có sợ. Chứ ảnh sợ té bị đau, bởi vậy ảnh không dám tập. Voilà, c'est bon. Allez, on se connaît. Allez.
nhỏ đi theo anh ăn không à. Cho gia đệ ra tôi đệ. Giờ đang trên đường về các bạn. Cucu William. Bây giờ tụi mình đang đi về nhà các bạn. Rồi coi như là video kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và các bạn đã theo dõi video hành trình tụi mình cả gia đình đi dạo bằng xe đạp nha. Nếu các bạn yêu mến kênh hãy đăng ký, like và ủng hộ kênh nha cả nhà. Bye bye.